xác định vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong hỗ trợ liên kết phát triển kinh tế hộ. Những năm qua, huyện Lang Chánh đã chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã. Huyện Lang Chánh hiện có 19 hợp tác xã, trong đó có 13 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, 3 hợp tác xã chế biến lâm sản, 3 hợp tác xã dịch vụ thương mại, thu hút trên 7.000 thành viên tham gia. Phần lớn, các hợp tác xã đã và đang tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, huy động vốn, đầu tư phát triển ngành nghề kinh doanh, phát triển mở rộng các khâu dịch vụ sản xuất rau an toàn, liên kết tiêu thụ sản phẩm, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ của thành viên, đồng thời phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, giải pháp quan trọng và tiên quyết được huyện quan tâm đó là chính sách ưu tiên cho các hợp tác xã được vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất, đặc biệt là chính sách ưu đãi đối với các tổ chức kinh tế tập thể mới thành lập, sản xuất ngành nghề truyền thống, ngành nghề có liên quan đến chính sách xã hội, tăng cường hướng dẫn cho các hợp tác xã liên kết sản xuất kinh doanh để tăng khả năng cạnh tranh, huy động vốn và là đầu mối giới thiệu đối tác tiêu thụ sản phẩm, cung cấp thông tin thị trường, khuyến cáo khoa học kỹ thuật, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tham dự các hội chợ triển lãm và thành tựu kinh tế khoa học kỹ thuật, giúp các đơn vị kinh tế hợp tác xây dựng phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát huy tinh thần đoàn kết của các thành viên tham gia.